Xin chào các bạn đang nghe podcast Gia Lai ngày 3 tháng 1 phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin hôm nay có những thông tin sau. Hơn 45,8 tỷ đồng tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Một tác giả Gia Lai đạt giải cuộc thi vẽ tranh di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa. Hộ chiếu cho nông sản Gia Lai xuất ngoại. Hội viên nông dân ở Gia Lai giảm mạnh do đâu? Nâng sức cạnh tranh để thu hút nguồn đầu tư chất lượng cao. Góp ý dự thảo chương trình hành động, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch kinh phí tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức lễ dân hoa tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dân hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác trong khuôn viên quảng trường Đại Đoàn kết thành phố Pleiku. Tổ chức lễ viếng các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh vào lúc 7 giờ 30 phút đến 8 giờ thứ tư ngày 5 tháng 2 nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão. Tổ chức chương trình văn nghệ và bắn pháo hoa mừng Xuân Giáp Thìn 2024 trong thời gian từ 22 giờ ngày 9 tháng 2 đến 0 giờ 15 phút ngày 10 tháng 2 tối 30 tháng Chạp năm Quý Mão và rạng sáng ngày 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn tại quảng trường Đại Đoàn kết thành phố Pleiku. Cùng với đó, tỉnh sẽ tổ chức 18 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm, tặng quà Tết các tổ chức cá nhân trong thời gian dự kiến từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 5 tháng 2, tức từ ngày 12 tháng Chạp đến ngày 26 tháng Chạp năm Quý Mão. Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 là hơn 45,8 tỷ đồng. Cụ thể, kinh phí lãnh đạo tỉnh thăm chúc Tết và hỗ trợ cho đối tượng người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội tại cộng đồng là hơn 26,2 tỷ đồng. Thăm tặng quà các đơn vị địa phương, hộ gia đình chính sách, hỗ trợ các thôn, làng, tổ dân phố, đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí trên 7,3 tỷ đồng. Hỗ trợ cho các đơn vị phục vụ Tết là 156 triệu đồng. Kinh phí phục vụ các hoạt động khác 947,5 triệu đồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ 37.465 người là cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, khối nhà nước, khối đảng, đoàn thể với tổng kinh phí hơn 11,2 tỷ đồng, 300.000 đồng trên một người. Gần 1.000 tác phẩm của khoảng 500 tác giả đã gửi về tham dự cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa lần thứ nhất năm 2023 do Trung ương Hội Di sản văn hóa Việt Nam phát động vào tháng 5 năm 2023. Kết quả 100 tác phẩm, trong đó có 27 tác phẩm đạt giải và 73 tác phẩm vào chung khảo sẽ được chọn triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tại cuộc thi, Gia Lai có một tác giả đạt giải khuyến khích, đó là họa sĩ Phạm Thế Bộ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam với tác phẩm Không gian cồng chiêng Tây Nguyên, kích thước 140x120cm, chất liệu sơn dầu, sáng tác năm 2023. Ngoài ra, ba tác giả khác của Gia Lai cũng có tranh được chọn triển lãm gồm Lê Hùng, Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Nguyên Bút. Cuộc thi vẽ tranh di sản văn hóa Việt Nam qua hội họa được tổ chức nhằm khuyến khích các tác giả, đặc biệt là họa sĩ trẻ, sáng tác tác phẩm, thể hiện giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh trên mọi vùng miền của Việt Nam với phong cách thể hiện tự do. Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai được cấp 114 mã số vùng trồng, nhiều hơn 19 mã so với cả giai đoạn 2018-2022 và 11 mã số cơ sở đóng gói nông sản, tăng 11 mã so với cả giai đoạn 2018-2022. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, đến nay Gia Lai đã được cấp 209 mã số vùng trồng, tăng 114 mã so với giai đoạn 2018-2022. Chanh dây, chuối, xoài, thanh long, dưa hấu, mít, ớt, sầu riêng, khoai lang, hồ tiêu với tổng diện tích 9.281 hectare. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 33 mã cơ sở đóng gói với tổng công suất khoảng 1.345 đến 1.495 tấn quả tươi trên ngày, phục vụ xuất khẩu sang thị trường các nước Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Hoa Kỳ, v.v. Thống kê từ Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh kết nạp 2.909 hội viên mới, giảm 546 hội viên nông dân. Đến cuối năm, con số giảm là 7.289 hội viên. Trong đó có những cơ sở hội, số hội viên giảm gấp đôi số kết nạp mới. Vậy đâu là nguyên nhân? Thực tế này là một trong những nội dung được tập trung trao đổi thảo luận tại Hội nghị Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2, khóa 9, nhiệm kỳ 2023-2028 mở rộng, diễn ra sáng ngày 20 tháng 12.
Bên cạnh việc theo dõi quản lý hội viên xin vào hội, ra khỏi hội còn lỏng lẻo, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân còn do mô hình tập hợp hội viên chưa sát thực tế, nội dung và hình thức sinh hoạt hội chưa phong phú, chưa thu hút hội viên tham gia. Lợi ích tham gia vào hội không rõ nét nên thiếu sức hấp dẫn, một bộ phận cán bộ hội chưa thực sự sâu sát cơ sở, v.v. Việc rà soát thống kê số liệu hội viên chưa chính xác đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của hội nói chung. Do đó, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tiếp tục nắm bắt, quản lý chặt chẽ hội viên, rà soát, đối chiếu biến động tăng giảm theo tháng, quý. Đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp hội viên trên cơ sở gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân. Lấy lợi ích chính đáng và giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung chính trong hoạt động của hội. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là điều lệ hội, nghị quyết của hội, các chương trình dự án do hội triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, các cấp hội cần quan tâm, làm tốt công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chi hội nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Công tác thu hút đầu tư của Gia Lai năm 2023 có nhiều khởi sắc. Trong 11 tháng, 35 dự án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.880 tỷ đồng, tăng 20 dự án so với cùng kỳ năm 2022. Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2023, đơn vị đã tư vấn, hướng dẫn cho các nhà đầu tư về 101 dự án đăng ký bổ sung danh mục thu hút đầu tư của tỉnh. Trong đó, 27 dự án đã có văn bản báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2023-2025. 6 dự án đang yêu cầu nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký bổ sung danh mục và 64 dự án đang lấy ý kiến các sở ngành địa phương liên quan về việc bổ sung vào danh mục thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Tính đến cuối tháng 11 năm 2023, toàn tỉnh có 35 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.880 tỷ đồng, tăng 20 dự án so với cùng kỳ năm 2022, và 28 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ước cả năm có 53 dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 5.720 tỷ đồng. Các dự án này đang trong quá trình chuẩn bị các thủ tục tiếp theo để triển khai xây dựng. Mới đây, Gia Lai đã công bố danh mục các dự án tỉnh kêu gọi đầu tư từ nay đến năm 2025 gồm 13 dự án thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng, 3 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm sản và sản xuất vật liệu xây dựng hàng tiêu dùng, 2 dự án thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, 3 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, văn hóa thể thao du lịch. Để thu hút các nguồn lực đầu tư chất lượng cao, đảm bảo hiệu quả của dự án, nhiều giải pháp đã được tỉnh tiếp tục triển khai. Trong đó, giải pháp trọng tâm là quyết liệt cải cách hành chính, công khai, minh bạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan công quyền. Chiều ngày 2 tháng 1, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị góp ý dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết 45 NQTW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến tập trung vào một số vấn đề như bố cục dự thảo chương trình hành động cần trình bày lại hợp lý hơn, cải thiện môi trường và điều kiện hoạt động của đội ngũ trí thức, đánh giá thực trạng cần có số liệu minh chứng cụ thể, làm rõ vai trò đội ngũ trí thức ở trong từng lĩnh vực, hàng năm giao nhiệm vụ đặt hàng cho đội ngũ trí thức. Cùng với đó là các ý kiến về chính sách thu hút để tạo động lực thu hút trí thức về tỉnh, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ trí thức còn dàn trải, chưa tập trung vào ngành, lĩnh vực trọng yếu của tỉnh, tập trung bàn thảo sâu vào hạn chế trong việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, xác định rõ mục tiêu để đưa ra giải pháp và nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, hiệu quả, v.v. Các ý kiến tham gia tại hội nghị sẽ được tiếp thu tổng hợp, báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để hoàn chỉnh trình xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 4 tháng 1.